ở ba em mà em được gặp những cái người mà kiểu tạo động lực và truyền cảm hứng cho em. Thực ra thì cái chuyến đầu tiên của em á là em chỉ định là xin ba đi theo để em muốn đi chơi, muốn đi du lịch thôi. Nhưng mà ba em bảo là bây giờ biết lái xe rồi, sao không tự đi đi? Đó là một cái trải nghiệm mà tại sao không đi? Ba em bảo là bây giờ nếu mà em không tự lái xe thì ba em sẽ không cho em đi. Ba em không muốn em ngồi sau lưng và chỉ là một cái trải nghiệm rất là bình thường. Ba em muốn em tự lái xe và có ba em đi chung. Nhưng sau chuyến đó thì mọi thứ em suy nghĩ rất là khác. Có cha là hội trưởng câu lạc bộ Honda 67 ở tỉnh Kon Tum, Kiều Nhi cũng được truyền lửa sở thích này từ những ngày học trung học phổ thông. Khi xin gia đình mua xe cho đi học, mẹ cô đã từ chối vì nhà quá nhiều xe. Kiều Nhi được cha tặng một chiếc xe cổ nhưng ngại chạy vì con gái chạy xe này thường bị chú ý. Chính cha là người đã hướng dẫn và đưa Nhi tham gia nhiều chuyến phượt bằng chiếc xe này. Lúc đầu tiên em chưa biết đi xe số luôn ạ. Em chỉ đi xe đạp, số là em chuyển qua đi xe tay côn luôn. Thì khá là khó khăn, em không biết là phải đạp số như thế nào hết. Nhưng mà tầm vài ngày, tầm khoảng một tuần gì đó, thì ba em chỉ cho em và em phải dắt em ra một cái bãi trống để tập. Từ lạ thành quen, Kiều Nhi dần xuất hiện với hình ảnh cô nữ sinh mê xe Honda 67. Tuy nhiên ở quê nhà, nhiều lúc Nhi bị hiểu nhầm là không lo học hành, chỉ biết ăn chơi hoặc quá nam tính. Bởi những người chơi dòng xe Honda 67 thường có vẻ ngoài phóng khoáng, phong trần. Mặc dù vậy, những chuyến đi xa cùng cha và mọi người từ nhiều nơi trên cả nước đã mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho Nhi. Em thích cái cảm giác, lần đầu tiên em đi, em thích cái cảm giác mà mình gió thổi vào của anh. Gió thổi vào và mình tận mắt, mình chứng kiến được Việt Nam mình đẹp như thế nào. Yeah. Chuyến đi đầu tiên, Nhi nhớ như in cảm giác đau lưng ê ẩm vì từ chạy xe 1.000 km dọc miền Trung để tham gia chuyến từ thiện cùng cha. Những chuyến đi không chỉ là khám phá cảnh đẹp quê hương, gắn kết tình cảm gia đình. Chính những chuyến đi này đã giúp Kiều Nhi, từ cô gái sợ tiếng Anh, phát hiện ra động lực để học ngoại ngữ, cũng như tìm ra phương pháp học cho riêng mình. Cái giai đoạn em học căng nhất thì nó sẽ là 6 giờ sáng em đã bật dậy rồi. Tự bật dậy trong vô thức và em học tới khoảng 9-10 giờ đêm. Hoặc là em sẽ thích cái việc là em mở audio lên, em nghe những cái podcast hay là những cái quyển sách, thì em thay vì em đọc sách, em sẽ mở audiobook. Thì nó sẽ dễ vào đầu em hơn là em việc đọc sách thì em sẽ thèm thích được em buồn ngủ rồi ạ. Thì em cảm thấy là sau một tháng thôi, khi em tập trung rất là nhiều, sau một tháng sau em chữa được bệnh điếc tiếng Anh, em có thể nghe hiểu được cơ bản. Từ một người kém tiếng Anh, Nhi đã trở thành giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhi cũng vừa hoàn thành chương trình cử nhân khoa ngôn ngữ Anh, hiện đang học thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao kỹ năng truyền đạt. Là ngày xưa em chưa bao giờ nghĩ em sẽ làm giáo viên. Em có nói với mẹ em là sau này con làm gì thì làm chứ con không bao giờ làm giáo viên tiếng Anh. Em không bao giờ làm giáo viên. Vậy cái câu đó là đã vận vào người em. Bây giờ em lại làm giáo viên. Từ niềm đam mê xe cổ đến niềm vui khám phá các nẻo đường của quê hương, đất nước, Kiều Nhi tìm thấy động lực để học ngoại ngữ. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Nhi bắt đầu yêu thích việc học các ngoại ngữ khác. Cô có thể nói được cả tiếng Thái và tiếng Trung.